tiếp theo tập trước sau khi vào trong đại điện tiếng thông báo phát ra hôm nay quần hùng tề tụ không biết vị đạo hữu nào dám dùng thần lực làm quân cờ đánh với ta một phán đương nhiên các người cùng lên cũng được khưu hồng cảm thán tên đó quả nhiên là một người không an phận tần nam hỏi thằng đệ nhà mình người đó là ai khưu hồng trả lời tu thần lương đệ tử chân truyền số một của huyễn tiên đạo môn một trong 13 đại đạo thống vô thượng tính tình của người đó kỳ quặc bình thường thích mỉa mai người khác từ tiên tri nói thêm con người của tu thần lương này quả thật rất thích chọc người ta ghét nhưng hắn bẩm sinh đã có một đôi cánh thần bí thực lực rất mạnh lúc này có mấy thằng xông đến và nói nếu ngươi muốn chơi cờ lão phu chơi với ngươi một ván một thằng khác cũng nói thêm nếu đạo hữu có nhã hướng này tại hạ sao có thể không tiếp chứ tu thần lương đột nhiên bùng phát ra thần lực mấy thằng kia xông tới đã bị trúng chiêu thân hình bị đánh bật ra ngoài tu thần lương mỉa mai long phong bị thấp như vậy thật sự là ngu xuẩn hơn nữa các ngươi thật sự nghĩ ta tới tìm người chơi cờ à ta chẳng qua chỉ là tùy tiện tìm một cái cớ dạy dỗ mấy con kiến hôi mà thôi. Tần Nam lúc này thầm nghĩ tên này cũng quá hống hách rồi. Lúc này có một tên hòa thượng chạy đến và niệm một câu Phật hiệu. A Di Đà Phật, tu thí chủ, sắc khí trên người ngươi quá nặng rồi. Hãy quy y bồ đề cổ sát của ta, nếu không nhất định sẽ tai kiếp ngập đầu. Tu thần lương khinh bỉ hỏi lão già ra vẻ cái gì? Muốn chơi cờ thì xuống đi. Sau đó lão hòa thượng biến thành một hòa thượng trẻ và nói nếu đã như vậy bần tăng không khách sáo nữa. Khưu Hồng nhìn thấy thằng này thì nói người này tên là Ngọc Minh Phật địa vị trong đệ tử chân truyền chỉ kém Long Thiền trong lời đồn Ngọc Minh Phật là một nữ tử Tần Nam cũng hiểu ra thì ra là vậy lúc này có thêm một thằng nữa nhảy lên và nói nếu muốn chơi cờ làm sao có thể thiếu ta Tu Thần Lương ngươi làm người quá ngông cuồng rồi ta sớm đã muốn dạy dỗ ngươi một trận chọn ngày không bằng gặp ngày luôn hôm nay đi Từ Tiên Chi nhìn thấy thằng này thì giới thiệu người này là Thanh Nguyên Tử đệ tử chân truyền của Tam Thanh cổ giáo Tu Thần Lương bừng bừng sắc khí rồi nói dạy dỗ ta ư nói phét không biết ngượng mồm hãy xem sự thật dưới tay chúng ta nói rồi ném ra hai con cờ thấy hai con cờ kia đánh xuống bàn ngọc minh phật và thanh nguyên tử vội né sang một bên ngọc minh phật đáp lại tới lượt bọn ta hạ cờ thanh nguyên tử cũng nói tiếp chiêu đi thế rồi hai con cờ cứ thế đánh về phía tu thần lương thế nhưng tu thần lương chỉ như người đã né được công kích hắn cạc hiện các người chỉ có chút bản lĩnh này sao rác rưởi quả nhiên là rác rưởi khưu hồng nhìn trận chiến rồi nhận định tu vi của tu thần lương quả nhiên không phải cái mà thiên tài cái thế bình thường có thể so sánh lúc này đột nhiên có người lên tiếng tu thần lương làm người đừng nên quá hống hách thì hơn nếu không la diêm ta nhất định sẽ khiến ngươi sau này chỉ cần nghe thấy tên của ta thì như rơi vào ác mộng tần nam ngạc nhiên thầm nghĩ hửng trong cơ thể của người đó vậy mà có một tia tịch diệt trí bên dưới la diêm đang bừng bừng sắc khí mấy thằng ở đây nhao nhao bàn tán vậy mà là la diêm lần này có kịch hay để xem rồi khưu hồng giới thiệu người này là chân truyền số một của thái diên vô sinh tông một trong 13 đại đạo thống vô thượng bẩm sinh đã có tịch diệt chi thể của thời thượng cổ tần nam thầm nghĩ chẳng trách từ Tiên Trì nói thêm, không chỉ như vậy, nghe nói hắn đã bước vào đạo cảnh, đang xung kích đạo cảnh tiểu thành. Tần Nam lại nghĩ, cũng không biết lần này 13 đại đạo thống vô thượng sẽ phái bao nhiêu đệ tử chân truyền số một tới, thật muốn giao thủ với bọn họ. Tu thần lương cà khịa thằng kia, La Diêm, khẩu khí của ngươi lớn thật đấy, cách xa như vậy cũng sắp hun chết ta rồi. La Diêm nghe xong tức ứa cả gan quát, ngươi, chịu chết đi tu thần lương. Nói rồi một mực hùng hục như châu húc mã xông vào tu thần lương, thế rồi hắn vung tay chém ra một đường tịch diệt chí mấy đứa khác cũng xuất thủ và góp vui đừng nói bọn ta lấy nhiều khi dễ ít tất cả chuyện này đều do ngươi tự chuốc lấy lúc này tu thần lương ngả người ra né đường tịch diệt chi ý của la diêm hắn tức nghiến răng thầm nghĩ la diêm đáng chết đột nhiên có một thằng nhảy lên và hỏi các ngươi thật sự nghĩ huyễn tiên đạo môn ta không có ai à sau đó đinh thiên kỳ không biết ở đâu mò tới và cười lớn ha 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 chơi cờ có ý nghĩa gì chứ đinh thiên kỳ nhảy lên bàn cờ hắn ta bừng bừng sắc khí tên này vung trưởng đánh ra và nói không bằng đánh một trận đã đời với ta mấy thằng kia lập tức nhảy ra ngoài tránh né thanh nguyên tử hoàng hồn la lên thật là một tên điên tần nam ngạc nhiên hỏi đạo cảnh tiểu thành trong lòng hán thẩm mỹ tu vi của đinh thiên kỳ thật sự tăng nhanh chóng la diêm nói với đinh thiên kỳ đinh thiên kỳ cho dù ngươi đã có đạo cảnh tiểu thành cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta tu thần lương cũng nói đinh thiên kỳ ngươi còn không mau mang cái mạng chó của ngươi lan từ trên bàn cờ của ta xuống đây đừng hòng quấy nhiễu ván cờ của ta nói rồi vung một chiêu đánh về phía đinh thiên kỳ sau đó, tên này đánh ra vài con cờ và nói, ta muốn xem xem, nước cờ này các ngươi có tiếp được không? Thế nhưng, ba quân cờ trắng đã phá vỡ ba quân cờ đen của Tu Thần Lương. Tu Thần Lương hoảng hồn thầm nghĩ, là ai? Đột nhiên tiếng nói phát ra. Tu Thần Lương, tiên cổ còn chưa mở ra. Chỉ là chơi một ván cờ mà thôi, tới mức sử dụng sát chiêu như vậy sao? Tần Nam lúc này thầm nghĩ, cao thủ cấp bậc địa tiên à? Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!